Chào các bạn, Ami rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay. Các bạn thân mến, để bước vào năm học mới, gia đình lại chuẩn bị cho học sinh những cuốn sách giáo khoa, đồ dùng học tập và cả những bộ quần áo mới. Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên học sinh khối lớp 1 sẽ được học chương trình và bộ sách giáo khoa mới. Chúng ta cùng tìm hiểu về những bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 1 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định để phát hành nhé. Theo luật giáo dục năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Dù vậy, sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 theo Nghị quyết số 8 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sẽ do các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn dựa trên ý kiến của giáo viên và cha mẹ học sinh. Theo đó, thông tư 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa, giao nhiệm vụ cho các trường học thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ở đơn vị mình. Việc nhà trường được chọn sách giáo khoa có tác dụng rất tốt trong công tác giáo dục, bởi lẽ các giáo viên khi nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn sách sẽ nắm chắc được nội dung, quan điểm và cách sử dụng tài liệu giảng dạy này. Khi mà có các quyết định lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 này, năm học 2020-2021 thì nhà trường đã thông tin kịp thời đến cho tất cả các phụ huynh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp gửi đến cho tất cả các trường mẫu giáo có con em vào học trong cái địa bàn tuyển sinh của nhà trường. Thì phụ huynh đã nắm được các thông tin về bộ sách giáo khoa mà thực hiện tại nhà trường trong năm học 2020-2021. Đến nay thì tất cả các em học sinh đã được phụ huynh trang bị đầy đủ bộ sách giáo khoa lớp 1 cho các em trong cái năm trước khi bước vào năm học mới. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của thông tư 01. Cả 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 đều được các trường học chọn lựa sử dụng trong năm học 2020-2021. Đó là bộ Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn 4 bộ sách là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực và bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Bộ sách giáo khoa lớp 1 của hai nhà xuất bản Đại học Sư phạm giá cao nhất 199.000 đồng. Bộ rẻ nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là 179.000 đồng. Trong đó, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 10 cuốn giá 179.000 đồng, bộ Chân trời sáng tạo gồm 9 cuốn giá 186.000 đồng, bộ Cùng học để phát triển năng lực gồm 10 cuốn giá 194.000 đồng, bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục gồm 9 cuốn giá 189.000 đồng. Giá 5 bộ sách mới này đã bao gồm sách giáo khoa điện tử. Đây là kho học liệu với nhiều video, bài giảng điện tử, bài tập tương tác, cho phép dạy và học trực tuyến một cách thuận tiện, giáo viên cũng dễ tổ chức các hoạt động giáo dục khoa học hiệu quả hơn. Bộ sách giáo khoa lớp 1 mới bao gồm 9 đến 10 cuốn, toán và tiếng Việt thường gồm 2 tập, sử dụng cho 8 môn học bắt buộc là tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm và giáo dục thể chất. Sách giáo khoa mới được in ấn đẹp hơn với hệ thống hình ảnh minh họa, số trang sách nhiều hơn, khổ sách lớn và chất lượng giấy cũng tốt hơn. Nhiều giáo viên có thâm niên trong nghề hay các phụ huynh đều đánh giá rất tích cực về chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới. Về hình thức, sách giáo khoa có chất lượng giấy, khổ in, màu in tốt hơn, các bài học có nhiều tranh ảnh, hình vẽ. Quan trọng nhất, nội dung sách giáo khoa không nặng tính hàn lâm mà gắn lý thuyết với thực tế cuộc sống gần gũi với học sinh. Với cái bộ giáo trình mà sách lớp 1 của năm học 2020 á, thì so với năm ngoái nó vẫn có nhiều cái mới mẻ và hay hơn. Ở đây thì giáo trình của Đại Trường Phát, trong sách của Đại Trường Phát thì cái giáo trình này á, là trước hết là được thiết kế rất là đẹp mắt và lôi cuốn được học sinh. Nội dung thì nó thân thiện và gần gũi với học sinh. Những cái chủ đề đó rất là dễ dàng để cho giáo viên và học sinh tiếp cận một cách là nhanh và nhẹ nhàng. Và học sinh khi mà học cái giáo trình này thì trải qua 3 tầng thì thấy học sinh đó là các em là phát triển được kỹ năng nói rất là nhiều. Các em mạnh dạn hơn bởi vì có lẽ là những cái chủ đề này đã quen thuộc và gần gũi với các em. Cho nên là các em nói rất là tốt.
Mặc dù là lớp 1 nhưng mà các em đã đọc được những cái câu giới thiệu về gia đình và có những cái câu và giới thiệu về những cái đồ dùng học sinh, là các em nói rất là suôn sẻ và phát âm cũng rất là tốt. Bộ sách năm nay á, thì đặc biệt cái là bộ sách mới này là nó không còn là cái pháp lệnh giống như là sách giáo khoa hiện hành mình đang dạy, mà nó chỉ là cái tính mở, và cho nên nó dễ giúp cho giáo viên là dễ cái linh hoạt trong quá trình giảng dạy của mình. Thì tôi thấy cái bộ sách giáo khoa năm nay nó có nhiều thay đổi so với sách cũ, được thiết kế đẹp hơn, hình ảnh màu sắc nó sinh động hơn, nó gắn với cuộc sống, nhưng nó tạo được cho cháu cái niềm yêu thích và giúp cho cháu phát triển đồng đều các cái giác quan khi mà vào lớp 1. Trong năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 được học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình giáo dục phổ thông mới thiết kế một khung chương trình với nhiều bộ sách giáo khoa truyền tải. Vì vậy, linh hồn của cuộc đổi mới lần này tập trung vào cách tiếp cận nội dung, phương pháp giảng dạy và cách đánh giá năng lực học sinh để hướng tới phát triển năng lực người học, chú trọng việc học sinh học như thế nào. Những năm về trước, chỉ có một bộ sách giáo khoa thể hiện chương trình học, tập trung vào nội dung bài học, xoay quanh việc học sinh học cái gì. Trước đây, sách giáo khoa là pháp lệnh và giáo viên nhiều năm chỉ giảng dạy nội dung có trong sách giáo khoa. Ở chương trình giáo dục phổ thông mới, cả chương trình và sách giáo khoa đều được viết theo hướng mở. Năm bộ sách giáo khoa lớp 1 mới đều thiết kế theo hệ thống các hoạt động, chú trọng khám phá, trải nghiệm, đề cao vai trò tự học cá nhân, tăng cường thực hành vận dụng kiến thức vào đời sống. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi để nhà trường và thầy cô chủ động thực hiện dạy và học theo sách giáo khoa mới. Chương trình mới cho phép giáo viên tự chủ để linh hoạt thiết kế bài giảng dựa trên chương trình và năng lực học tập của học sinh. Vì vậy, vai trò của người giáo viên cũng thay đổi theo hướng đảm nhiệm nhiều chức năng hơn, chuyển từ cấp truyền thụ tri thức sang tổ chức hoạt động cho học sinh chiếm lĩnh tri thức. Nội dung bài giảng, cách thức truyền đạt sẽ ảnh hưởng nhiều bởi quan điểm giáo dục, cách thức tiếp cận giáo dục của mỗi giáo viên. Chương trình mới năm nay thì có rất là nhiều cái kỹ năng giúp cho học sinh rèn cái kỹ năng sống trong cuộc sống của các em. Và trong giáo trình thì các âm vần vẫn không thay đổi nhiều, nhưng mà so với lại những cái kỹ năng mà giúp các em hình thành kiến thức mới là rất là nhiều. Như nào là các em sẽ sử dụng bộ chữ, rồi sử dụng những cái bộ sách. Và do cái trình tự của cái tiết học hôm nay nó cũng thay đổi, nên là tùy theo cái bộ sách, trường của em thì chọn bộ sách rất nhiều, và cái trình tự nó cũng thay đổi nhiều so với lại các năm trước, nên là đòi hỏi cô giáo phải tập trung vào nghiên cứu bài kỹ và tập cho các em những cái thói quen, cái nề nếp giúp các em hoàn thành tốt cái nhiệm vụ học tập của mình trong một cái tiết học. Tiếp cận với yêu cầu của sách giáo khoa mới, giáo viên tự tin sẽ thực hiện tốt chương trình mới chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Khi được tiếp nhận các bộ sách giáo khoa mới, từng tổ chuyên môn của nhà trường đã chủ động nghiên cứu, thảo luận và dạy thử để đánh giá, đưa ra lựa chọn phù hợp. Các giáo viên tự chủ thiết kế bài giảng để học sinh làm việc cùng nhau và tự bản thân khám phá kiến thức nhiều hơn. Triển khai sách giáo khoa mới, giáo viên bỏ nhiều công sức nghiên cứu để mỗi tiết học truyền tải đến học sinh những điều tích cực. Dù giáo trình học thay đổi, giáo viên vẫn hoàn toàn có thể tự tin và chủ động triển khai dựa trên mô hình của nhà trường. Cái việc có nhiều việc chọn nhiều bộ sách giáo khoa mới như vậy, có nhiều bộ sách như vậy thì cũng là một cái nguồn tư liệu rất là quý để chúng tôi có thể soạn giảng dễ dàng. Cũng như là trong quá trình soạn giảng thì chúng tôi cũng được tham khảo sách giáo viên, rồi cũng được xem sách điện tử. Nên là việc soạn bài đối với tôi thì không có vấn đề gì lớn. Sách giáo khoa lần này không bị nặng nề bởi các kiến thức hàng năm, mà mỗi bài học đều được giới thiệu cho học sinh thông qua những gì thân quen với đời sống của các em nhất. Theo đó, chương trình thay đổi mục tiêu từ giáo dục chú trọng truyền thụ tri thức chuyển sang giáo dục định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho người học, giúp các em học xong biết ứng dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề của thực tế cuộc sống. Đây là điểm mới, mang lại lợi ích lớn nhất cho học sinh. Việc dạy học không phải cô giảng, trò ghi chép, mà học thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục, chú trọng để học sinh học qua làm, các thực hành, thí nghiệm. Điều này sẽ giúp các em dễ ghi nhớ và hiểu sâu các nội dung kiến thức. Học sinh qua đó phát triển được các năng lực, phẩm chất, tự tin hơn và biết linh hoạt sử dụng các kiến thức học được vào xử lý các tình huống trong thực tiễn.
cái giáo trình mới thì nó làm cho học sinh nó ham, nó thích thú hơn, và cái bài gần như là nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là học sinh nó cảm thấy là nó thích thú khi mà đến trường học, và nhất là những cái đồ dùng học tập đó, như là bộ bảng ghép hay là những cái ghép số, ghép hình, nó phong phú và đa dạng, nó làm cho các cháu cảm thấy yêu thích và thích học môn toán. Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên mà một chương trình có nhiều sách giáo khoa cho mỗi môn học. Một chương trình nhiều sách giáo khoa mang lại rất nhiều ưu điểm, đó là tạo ra sự cạnh tranh trong làm sách giáo khoa. Khi đó, các nhà xuất bản sẽ tập trung đầu tư nhiều trí tuệ để có những bộ sách chất lượng nhất. Người hưởng lợi cuối cùng của hoạt động này chính là giáo viên và học sinh. Vì có nhiều sách giáo khoa trong một chương trình thống nhất cũng làm thay đổi tư duy của người dạy, cán bộ quản lý giáo dục. Giờ đây sẽ không còn những cái sẵn có để giáo viên chỉ giảng dạy theo đúng những nội dung trong sách giáo khoa. Việc dạy học bây giờ thực hiện theo chương trình, sách giáo khoa chỉ là tài liệu cụ thể hóa chương trình ấy, là một kênh tham khảo. Do đó, giáo viên được quyền tự do sáng tạo, sử dụng các nguồn ngữ liệu mới để dạy cho học sinh. Việc giảng dạy của giáo viên sẽ không bị gò ép trong một khuôn mẫu nào. Trong chương trình cũ, giáo viên dạy tuân thủ theo sách giáo khoa, nhưng với sách mới, giáo viên được chọn ngữ liệu dạy học cho phù hợp. Với cách dạy mới, học sinh chủ động lên điều khiển nhóm lớp, tổ chức các câu hỏi, tự tìm hiểu từ lịch, xem có những thông tin gì, tự khám phá ra kiến thức đó. Sách giáo khoa mới có nhiều nội dung đưa cuộc sống vào bài học, giúp học sinh được phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo. Sách mới cũng có phần tìm hiểu bài học sâu hơn để nâng cao mức đọc hiểu, sử dụng nhiều hình ảnh để các con hiểu bài hơn. Giáo viên cũng linh hoạt trong từng bài học, thời gian hay quy trình dạy. Phần nào chưa tốt, giáo viên dạy kỹ hơn. Phần nào tốt, giáo viên có thể mở rộng liên hệ thực tế nhiều hơn để tiết học vui, sinh động và đạt hiệu quả. Con thích nhất là học tiếng Anh. Tiếng Anh vui và dễ dàng. Ở trong sách rất là đẹp và chơi nhiều trò chơi. Phải làm thế nào để các em học sinh có thể tự tin hơn trong học tập, tương tác và lập luận nhiều hơn, giúp các em có thể tự kiếm lĩnh kiến thức để từ đó biết vận dụng vào thực tế cuộc sống. Đó là điều mà phương pháp giảng dạy theo sách mới hướng đến. Vì vậy, sách chỉ là điều kiện cận, còn sự linh hoạt, chủ động sáng tạo của giáo viên mới là điều kiện đủ để mỗi tiết học theo chương trình mới thực sự đạt hiệu quả.